Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024, có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk ngăn chặn lừa đảo xuất khẩu lao động. Khai thác đá làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đắk Lắk tăng cường phòng chống các loại dịch bệnh. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án với tổng số vốn đầu tư 2.894 tỷ đồng. Số dự án bằng cùng kỳ năm trước nhưng tổng số vốn đăng ký tăng hơn 1.931 tỷ đồng. Trong 12 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, có một số dự án có tổng mức đầu tư lớn như dự án tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn nhà ở số 2 Mai Hắc Đế, thành phố Buôn Ma Thuột, trang trại nuôi heo hậu bị quy mô 20.000 con, xã E Ven, huyện Buôn Đôn. Trong 9 tháng năm 2024, có 140 nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh, trong đó có 6 nhà đầu tư nước ngoài và tỉnh đã tiếp nhận 96 lượt hồ sơ dự án đề nghị quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 14.499 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh 23 quyết định chủ trương đầu tư, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư của 6 dự án từ 323,6 tỷ đồng lên 806,8 tỷ đồng. Trong thời gian trên, tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng mức đầu tư gần là 0,7 triệu đô la Mỹ, dự án Molly Fantasy and Kizuna Go Buôn Ma Thuột của nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là hơn 748 triệu đô la Mỹ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Tỉnh có 3 dự án hỗ trợ phát triển chính thức ODA đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 1.310 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai các thủ tục đề xuất đối với 4 dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi với tổng mức đầu tư khoảng 9.490 tỷ đồng. Đắk Lắk có nhiều người mong muốn được tham gia chương trình xuất khẩu lao động để có việc làm tăng thu nhập cho gia đình. Nắm được tâm lý đó, kẻ gian đã tung ra nhiều phương thức thủ đoạn để lừa đảo người tham gia xuất khẩu lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua trên các mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số tổ chức cá nhân lợi dụng thông tin về chương trình đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp để lừa đảo. Các đối tượng đã làm giả đăng ký giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp, đăng các thông tin giới thiệu về chương trình với các nội dung hấp dẫn. Sau đó, các đối tượng đề nghị người lao động chuyển trước một khoản tiền để làm các thủ tục xuất cảnh. Nhận được tiền, các đối tượng xóa dấu vết trên mạng, bỏ trốn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 150.000 người, trong đó địa phương phấn đấu đưa 7.000 đến 7.500 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 1.000 lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn và hơn 200 lượt lao động ra nước ngoài làm việc theo thời vụ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tiếp diễn tình trạng lệch pha giữa cung cầu lao động. Mặt khác, kỹ năng mềm của người lao động còn yếu nên kết quả kết nối cung cầu lao động chưa cao. Hiện nay, thông tin tuyên truyền về xuất khẩu lao động rất nhiều, đặc biệt là từ các công ty ngoài tỉnh gây rối loạn thông tin, làm mất lòng tin của người lao động. Từ thực trạng trên, trong thời gian tới, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để tư vấn và tuyển dụng lao động. Song song với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ vay vốn để duy trì, mở rộng và tạo việc làm trong nước, vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm và từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng được 223 công trình cấp nước tập trung, trong đó 128 công trình được đầu tư hoàn chỉnh, 88 công trình chỉ có các hạng mục nguồn nước, bể chứa, người dân tự lấy nước và vận chuyển về nhà sử dụng. Mặc dù cấp nước khu vực nông thôn đã đạt được những tiến bộ đáng kể, nhưng cũng gặp không ít những khó khăn. Theo chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định trong tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có 27 trên 151 xã đạt tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch từ 30%, trong đó 10% từ công trình cấp nước tập trung, 20% cấp nước nhỏ lẻ. Như vậy còn
124 trên 151 xã chưa đạt chỉ tiêu này, chiếm 82%. Huyện Madarak hiện có trên 16.000 thanh niên, chiếm khoảng 30% dân số. Trong đó, thanh niên nông thôn có 14.947 người, chiếm 83%. Nhằm đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, huyện đoàn Madarak đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên thanh niên. Theo đó, chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ ngày công, con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, v.v. Đến nay, 13 trên 13 tổ chức cơ sở đoàn đã thành lập được các tổ đổi công giúp nhau ngày công lao động để giảm chi phí sản xuất, xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng 6 nguồn vốn khởi nghiệp, hỗ trợ cho đoàn viên phát triển mô hình kinh tế. Trong 9 tháng đầu năm 2024, huyện đã mở được 10 lớp dạy nghề tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức 8 chương trình tư vấn hướng nghiệp, thông qua 59 tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ cho 2.470 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 122 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk nhận được phản ánh của người dân ở thôn 16 xã Krông Búc, huyện Krông Bách về việc cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng vì ô nhiễm bụi, tiếng ồn, rung lắc nhà cửa xuất phát từ việc nổ mìn khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Tây. Ghi nhận thực tế, mỏ khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Tây ở thôn 16 xã Krông Búc, huyện Krông Bách chỉ cách nhà người dân sinh sống khoảng 150 mét. Nhà gần sát với mỏ đá nên nhiều năm nay cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Văn Dương rất khổ sở vì bụi, tiếng mìn nổ, tiếng máy xay đá. Bên cạnh đó, việc nổ mìn phá đá của mỏ đá đã làm rung lắc, nứt tường nhà anh. Thì tôi cũng có làm đơn kiến nghị lên xã, huyện, tỉnh và họ cũng trả lời, cũng họ mới trả lời bằng văn bản đây thì họ nói là họ đã kiểm chứng từ cái đợt đầu tiên, cái khoảng cách với nội dung là cho phép có an toàn, cũng muốn là các cơ quan vào kiểm tra và làm việc cho nó đúng pháp luật để đem lại một cuộc sống an toàn cho gia đình. Cách nhà anh Dương khoảng 20 mét, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Mạnh Tường cũng hết sức khổ sở do hoạt động của mỏ đá gây ra. Nhiều lúc mỏ đá nổ mìn phá đá đã làm đá dăm văng vào sân vườn, mái nhà nên rất nguy hiểm, rung chấn do việc nổ mìn làm nhà cửa rung lắc, nứt tường. Còn ngày thường là những hôm nắng là nó bụi, nghĩa là chúng tôi không biết là cái này thì họ không thể tính mà họ bồi thường những cái khói bụi này được. Thì chúng tôi nhiễm bệnh chúng tôi thiệt. Bây giờ cái nguyện vọng của chúng tôi bây giờ chỉ mà bảo mỏ đá mà dừng thì nó cũng khó. Thì chỉ yêu cầu sao là các anh chúng thỏa thuận để cho chúng tôi đảm bảo đủ cái tiền chúng tôi đi nơi khác. Cuộc sống chúng tôi được bình yên như mọi ngày ở đây. Trước kiến nghị phản ánh của người dân về việc bị ảnh hưởng do nổ mìn khai thác đá, Sở Công Thương đã chủ trì mời các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Tây và có buổi làm việc với các bên liên quan. Qua đó, Sở Công Thương đã có văn bản khẳng định phản ánh của các hộ dân về việc bị ảnh hưởng do nổ mìn khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Tây là có cơ sở, xác nhận việc nổ mìn khai thác đá của công ty đã tuân thủ đúng quy định. Trong quá trình nổ mìn khai thác đá sẽ không tránh khỏi rung chấn, bụi đá ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống gần mỏ. Do đó, Sở Công Thương yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Tây thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế tác động ảnh hưởng đến khu vực dân cư, thực hiện tốt công tác dân vận với nhân dân, phối hợp với người dân và chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh, tạm dừng khai thác đá tại khu vực sát với nhà dân, thỏa thuận với các hộ dân sát mỏ về mua bán, chuyển quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Đây là trường hợp của hai chị em gái sinh năm 2010 và 2017 nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, nôn ói. Đến ngày thứ ba, dù đã được gia đình cho uống thuốc nhưng sốt không hạ. Gia đình đưa các cháu đến bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột và được bác sĩ chẩn đoán sốt xuất huyết cho nhập viện theo dõi. Nó có đi lên nhà của ông anh đó, ông cậu chơi, xong rồi về hai hôm là bị là con ông anh cũng nhập viện ở bên này luôn. Nhân viên y tế của khoa thì cũng không đáp ứng đủ, nhưng mà được ban giám đốc quan tâm đã được điều chuyển các nhân sự từ các khoa khác xuống cùng tham gia và điều trị. Và hiện tại là
lực lượng trực là bác sĩ đầy đủ. Tại khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thời gian qua cũng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhi bị viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết nặng. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 3 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4.394 bệnh nhân sốt xuất huyết, 193 trường hợp mắc sởi, 639 ca tay chân miệng và 3 trường hợp viêm não Nhật Bản. Trước tình hình dịch bệnh gia tăng, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra giám sát xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, lực lượng y tế thường xuyên phối hợp với đội ngũ cộng tác viên cơ sở, rà soát kiểm tra đôn đốc, tuyên truyền người dân các biện pháp phòng bệnh lây lan, đặc biệt là phương pháp diệt muỗi loang quang, bọ gậy. Qua công tác tuyên truyền tại các tổ dân phố, giống như hệ thống loa truyền thanh, thì người dân đại bộ phận đã nhận thức được về cái tầm quan trọng của cái công tác phòng chống dịch bệnh và họ cũng phối hợp tương đối tốt khi mà mình tới tuyên truyền, giống như là giám sát điều tra các bệnh. Trước tình hình sốt xuất huyết như hiện nay, thì Sở Y tế đã triển khai nhiều cái cuộc họp đối với các cái cơ sở điều trị, đó là các cái bệnh viện cũng như các cái trung tâm y tế tiểu huyện, với các nhiều đưa ra nhiều cái phương án kịch bản để mà phòng chống. Ngành y tế dự báo thời gian tới các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp, nhất là bệnh sởi, sốt xuất huyết. Do đó, Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, vệ sinh môi trường, tăng cường công tác tiêm chủng vaccine để tạo miễn dịch trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các bệnh viện cần đảm bảo công tác điều trị không để xảy ra tình trạng quá tải và lây nhiễm chéo trong bệnh viện.